Mễ mến chào quý vị khán giả của Việt TV Canada trong bản tin Canada hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 7. Chúng mình xin kính mời quý vị theo dõi bản tin sẽ xuất hiện trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Khi những người Ấn Độ tìm mọi cách đưa con trai của họ di dân qua Canada. Thưa quý vị, theo bản tin của đài truyền hình CTV phổ biến trong hôm thứ Sáu ngày 14 tháng 7, thì người ta đọc thấy những quảng cáo trên báo chí Ấn Độ là những người này muốn lấy những nữ sinh viên sẽ qua Canada du học những bậc cha mẹ ở xứ ấn tuyệt vọng trong việc tìm cách đưa những con trai di dân qua canada đã đăng quảng cáo trên báo chí tìm con dâu là những người đã được nhận vào một trường đại học canada bằng lòng nhận con trai của họ là chồng qua canada với hy vọng con trai của họ sẽ được vào thường trú nhân canada trong khi đó, những gia đình có con gái được nhận vào một trường đại học Canada cũng gặp khó khăn về tài chính khi phải chi ra từ 50.000 đô la cho đến 60.000 đô la cho đứa con gái này trong hai năm học trường cao đẳng ở Canada. Cho nên cả hai bên đều có lợi, một bên bỏ tiền cho con trai vào thường trú Canada, còn một bên thì có tiền cho con gái du học. Theo ông Cinder Brewer, một cựu thẩm phán tòa quốc tịch đã cho biết là các cơ quan di trú cho biết về những mánh mun Kiếm dâu là sinh viên được nhận vào Canada, nhưng các cơ quan này cũng rất khó phân biệt đâu là thật và đâu là giả. Cũng theo ông cựu thẩm phán Burwell thì chính quyền các sứ Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan và Anh đã tìm cách điều tra và không cho những người lợi dụng vào các xứ này theo chân những sinh viên du học. Cũng theo ông cựu thẩm phán và cũng là một giáo sư môn chính trị học của trường đại học Kwanlin Polytechnic ở thành phố Surrey, tỉnh bang BC, thì riêng ở tỉnh bang BC đã có ít nhất là 250 trường hợp các nữ sinh viên Ấn Độ mang theo chồng mới cưới qua Canada. Người ta lo ngại là với số sinh viên ngoại quốc du học ở Canada ngày càng đông sẽ giới hạn số chỗ cho sinh viên, sinh quán hay là thường trú nhân của Canada. Cũng theo những ước lượng thì hàng năm có nửa triệu sinh viên Ấn Độ du học và 85% số sinh viên này đến du học ở Canada, Hoa Kỳ, Anh, Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. Tây đua Joseph Newgarden thắng cúp Honda Indy thứ nhì. Thưa quý vị, hàng chục ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới đã đến Toronto trong những ngày cuối tuần 15 tháng 7 để dự kháng cuộc đua Honda Indy. Tay đua Joseph Newgarden đã về đầu trong một cuộc tranh tài tại quảng trường Exhibition. Đây là lần thắng cúp Honda Indy thứ nhì của tay đua này trong vòng 3 năm qua và cũng là cúp vô địch thứ năm mà tay đua này đã đoạt được. Tay đua về hạng nhì là Alexander Rossi và người về hạng ba là tay đua sinh quán ở Canada là tay đua James Hinchcliffe. Đây cũng là lần thứ nhì đoạt hạng ba của tay đua nguyên quán ở thành phố Oakville, tỉnh bang Ontario. Đường đua là những con đường xung quanh quảng trường Exhibition với 85 vòng đua dài 244.5 cây số. Kinh tế bình thường trở lại ở Calgary khi có lễ hội Stampede. Với thời tiết tốt đẹp, thì số du khách gia tăng đã giúp cho cuộc lễ hội Stampede diễn ra ở thành phố Calgary trong những ngày cuối tuần 15 tháng 7 đã trở lại tình trạng bình thường. Nền kinh tế của thành phố Calgary đã trở lại tình trạng cũ, ít nhất là trong những lĩnh vực bán rượu bia và số phòng khách sạn có người mướn. Theo ông Andy Lee, quản lý ban ngày của quán rượu The Local trên đường Stephen Avenue, thì người ta lại bắt đầu tiêu tiền trở lại. Theo bà Jenna McMillan, là người bán quần áo Tây Phương ở tiệm Lamis, thì thêm những công ty ăn mừng trong ngày lễ hội này và họ phải mua những đồng phục cho các đoàn thể thao tham dự. Và đây là một dấu hiệu tốt cho nền kinh tế. Trong những ngày lễ hội năm nay thì thời tiết nắng ráo đã giúp cho số khán giả tham dự các cuộc tranh tài gia tăng. Ông Dan Decentix của hiệp hội khách sạn thành phố Canary thì phần lớn các khách sạn đã không còn phòng trống trong những ngày lễ hội và đây là một chuyện đã ít xảy ra trong nhiều năm qua. Lễ hội Stampede kéo dài trong 10 ngày và chấm dứt vào ngày Chủ nhật, vào ngày 16 tháng 7. Tuy nhiên là các viên chức thành phố Canary vẫn lạc quan là sẽ còn đông đảo du khách đến thành phố này trong những ngày cuối hè, vì năm nay chính quyền liên bang đã không tính lệ phí vào cửa các công viên quốc gia. Công viên quốc gia Banff và Kootenay phải tạm đóng cửa một phần vì nạn cháy rừng. Những đám cháy rừng diễn ra ở Vedensky Creek trong những ngày cuối tuần 15 tháng 7 đã khiến những giới chức thẩm quyền phải cho tạm đóng cửa một phần của công viên quốc gia Banff và toàn bộ công viên quốc gia Kootenay ở phía tây của thành phố Calgary. Khu vực tạm đóng cửa cũng áp dụng cho những người đi bộ trong rừng, những người đến công viên cắm trại. Theo bà Natalie Fay, phát ngôn viên của cơ quan Parks Canada, thì họ hy vọng việc tạm đóng cửa sẽ không kéo dài lâu. Tiệc ăn mừng của các nữ đầu bếp chính tại Montreal Thưa quý vị, trong một thế giới mà nghề làm đầu bếp chính là nghề của chàng, của phe liền ông, giới có nhiều người làm nghề đầu bếp và có rất nhiều những đầu bếp nổi tiếng, thì việc có một bữa ăn mừng những nữ đầu bếp là chuyện hiếm xảy ra. Trong ngày 23 tháng 7 sắp đến, thì một bữa tiệc ăn mừng sẽ được hai nhà hàng ở thành phố Montreal đứng ra tổ chức nhằm vinh danh cho những nữ đầu bếp ở thành phố này. Hai nhà hàng đó là nhà hàng Le Pierre và Love. Đầu bếp chính của nhà hàng Le Pierre là bà Dominique Dufour và đầu bếp chính của nhà hàng Love là bà Stephanie Audet. Bà đầu bếp Dufour đã làm đầu bếp chính trong vòng 10 năm ở các nhà hàng ở các xứ Tây Ban Nha, Anh và Canada trước khi quyết định quay trở về lại Montreal đã cho là cần có một hệ thống để nâng đỡ những người phụ nữ trong ngành nấu ăn và đã cùng bà Catherine Brown thành lập một tổ chức giúp đỡ những nữ đầu bếp có tên là Les Femmes Chefs de Montjo. Nghề đầu bếp là nghề không thu hút phụ nữ vì phải làm nhiều giờ và công việc nặng nhọc, không nhàn hạ như công việc làm trong văn phòng. Nhiều du khách gốc Á châu đến thăm Quebec nhờ bộ phim tình cảm trong năm ngoái 2016, thì một đài truyền hình xứ Nam Hàn đã quay một loạt phim tình cảm lãng mạn lấy bối cảnh của thành phố Quebec, tỉnh bang Quebec ở Canada. Bộ phim truyện Clopin The Lovely and Quick God đã thu hút 250 triệu khán giả ở khắp Á Châu. Nhờ bộ phim truyện này mà hàng triệu du khách Á Châu đã muốn qua du lịch ở thành phố Quebec. Số du khách Á Châu đến thành phố Quebec trong năm nay đã gia tăng mạnh. Những du khách đã đến chụp hình những thắng cảnh của thành phố, nơi đã dùng làm bối cảnh cho những chuyện tình lãng mạn, như một cách cùng chia sẻ chuyện tình với những tài tử mà họ yêu thích. Lẽ dĩ nhiên là số nữ du khách đến viếng thăm thành phố Quebec cao hơn phe liền ông rất nhiều. Theo ông Maxim Aubin, giám đốc về thương mại và thị trường của khách sạn Chester Fontenac ở thành phố Quebec, đã nói với các phóng viên báo chí là khách sạn này cũng đang nhận những ngọn sóng khách hàng nhờ vào bộ phim truyện. Khách sạn này là một trong những bối cảnh của bộ phim. Ông Albin cũng cho biết, số du khách nam hàng giữ chỗ trong khách sạn Toto Frontenac trong năm nay gia tăng gấp 5 lần so với năm gói. Những du khách mới đến thành phố Quebec cũng đã thử và ưu chuộng những thức ăn mà không có ở quê hương của họ như là shrimp lá những loại potato chips đặc biệt của Canada. Một trong những bối cảnh được nhiều du khách chụp hình nhất là cảnh cánh cửa đỏ mà khi mở ra sẽ dẫn vào rạp hát British Champlain trong khu phố cổ của thành phố Quebec. Trong bộ phim truyện chiếu trên những đài truyền hình Á Châu thì cánh cửa này là một cánh cửa huyền diệu dẫn vào những ly kỳ của bộ phim Godling. Hàng ngày có hàng chục du khách đến chụp hình trước cánh cửa đó. Theo bà Anne Dubert, Giám đốc của Park thì hàng ngày có những xe bus chở du khách hay những du khách ở Á Châu đến bằng nhiều gia đình đến trước cánh cửa đỏ này để chụp hình và nhiều người còn tò mò mở cánh cửa đỏ ra xem là bên trong cánh cửa đỏ đó có những chuyện tình lãng mạn làm rung động lòng người như chuyện đã xảy ra trên màn hình. Sở thú Hyport Park điều tra về cái chết của một con bò rừng. Vừa qua, thì một con bò rừng bất ngờ bị chết trong sở thú High Park trong thành phố Toronto trong hôm thứ Bảy ngày 15 tháng 7 đã khiến các viên chức trong sở thú tạm cho đóng cửa để tìm hiểu nguyên nhân khiến con bò này bị chết. Theo ông Matthew Cutler, phát ngôn viên của sở thú, thì con bò rừng này trước khi chết vẫn khỏe mạnh, không có triệu chứng bệnh tật gì. Sở thú High Park là một sở thú nhỏ so với sở thú chính ở Toronto có 4 con bò rừng nuôi trong sở thú. Sở thú High Park nằm trong High Park, có nuôi một số thú như là nai, lemurs, công, bò rừng và con chuột, capybaras. High Park cũng có những vườn hoa anh đào mà hàng năm hàng trăm ngàn người đã đến viếng thăm. Cư dân Canada trợ giúp gia đình người binh sĩ Mỹ bị giết bởi tay khủng bố Omerker. Sau việc chính quyền Liên bang Canada xin lỗi và bồi thường là 10.5 triệu gia kim cho tên củng bố cuồng tính Omar và Tòa án tỉnh bang Ontario bác bỏ đơn xin phong tỏa tài sản của bà Tabitha Spear, quả phụ của một trung sĩ Mỹ bị tự thương vì quả lựu đạn ném từ tay tên củng bố cuồng tính vào năm 2004 ở chiến trường Afghanistan. Hàng ngàn người Canadians đã gửi tiền ủng hộ gia đình của bà quả phụ này và cựu trung sĩ Liam Morris một binh sĩ Hoa Kỳ khác bị mù một mắt vì quả lựu đạn của tên khủng bố. Ông Jeron Dondo ở thị trấn St. Cloud, tỉnh bang của Manitoba đã ủng hộ vào quỹ 10 đô la và lên án việc chính quyền liên bang trả tiền cho tên khủng bố giết người. Cũng theo ông Dondo, thì người xứng đáng nhận lời xin lỗi và tiền bồi thường từ tay chính quyền liên bang phải là bà Tabitha và cựu binh sĩ Morris. Trong vòng một tuần lễ sau khi mà quỹ tài trợ cho gia đình bà Tabitha và trung sĩ Morris được thiết lập, thì có đến 2.200 người bỏ vào một số tiền lên đến là 134.000 đô la. Ông Heike Fruiser, một người về hưu ở thành phố At Oxford, tỉnh bang BC, đóng góp 15 đô la vào quỹ trợ giúp và cho biết ông rất phẫn nộ khi mà chính quyền Canada bỏ một số tiền lớn cho tên khủng bố giết người. Theo lời giải thích của Thủ tướng Trudeau, thì chính quyền Canada đã trả cho tên này 10.5 triệu đô la để chấm dứt vụ thư kiện, vì nếu không tốn phí của vụ kiện này có thể đã lên đến 40 triệu đô la. Tuy nhiên, theo nhiều bình luận gia, thì chủ yếu của chính quyền Canada không phải vì tiền bạc mà vì nguyên tắc cai trị không vì tiết kiệm được tiền mà bỏ quên nguyên tắc bảo vệ quyền lợi cho người bị hại. Như trong chuyện chính quyền ở Canada đã từ chối không chịu trả tiền cho tên khủng bố bắt cóc hai người Canadians ở Phi Lục Tân, khiến cho hai người này bị giết. Một điều mừng là với 10.5 triệu đô la tiền bồi thường, tên khủng bố năm nay 30 tuổi sẽ không phải sống nhờ vào tiền welfare của chính quyền phát ra hàng tháng. Vì tên khủng bố này ngoài nghề giết người, chẳng có nghề ngỗng gì khi quay trở lại Canada. Vừa rồi quý vị vừa theo dõi bản tin Canada ngày hôm nay. Xin quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình, Đức Mỹ sẽ gặp lại quý vị ngay sau phần thông tin thương mại để gửi đến quý vị bản tin thế giới. Xin quý vị đừng chuyển kênh.